vị gồm có sả băm, hành, hành tỏi, giả. Giờ mình sẽ tiến hành ướp gà. Hãy cho một ít bột nêm vào đây. Tí thôi, tùy khẩu vị mà cho đậm nhạt thì mình tí bột ngọt. Bột ngọt nữa nha ma. Một muỗng chanh nước mắm. Thêm muỗng nữa. Và 2 muỗng canh nước mắm. Rồi. Nhớ qua. Nhớ cái này ở nhà ba. Không, muối không cần nữa con. Tí muối đi. Theo yêu cầu của nhân vật chính hôm nay, bạn Can. Món gà này để cho bạn Can ăn. Bạn Can. Nhớ nhà ba. Rồi. Rồi. Cái này nhớ nhà ba. Trộn đều lên. Rồi đều lên nhà ba. Một ít này nữa nha ba. Ngũ vị hương, bột ngũ vị hương. Cái này nữa nha ba. Bao nhiêu là được? Nhiều rồi nha. Rồi, giờ mình sẽ cho gà vào. Tiếng này chút. Cạn vô lấy chai mật ong dùm ba nhé. Dạ. Rồi chút. Dừng tay luôn. Tay ướp cho nó dễ. Con lấy mặt ông của ba nha ba. Để ba lấy vô, ba lấy vô. Chỗ nào ba? Ba ba cho con đi. Để con gửi nha ba. Để ở đây mình cho một ít mật ong lên gà, nướng nó sẽ đẹp, khi nướng nó sẽ đẹp hơn. Cái này nữa nè ba. Mật ong xịn đó bạn. Ba. Mật ong xịn đó nha. Mật ong rừng. Cái này của con luôn nè ba. Ba. Rồi xong. Nhiều nè ba. Để nắp lại. Nè ba. Nè ba. Được rồi. Rồi tiếp tục ướp gà. Tiếp tục đông. Ướp. Đó, vậy đó. Ướp luôn đó. Rất là thơm. Gà này nó một cái phần đùi là đã lấy riêng ra. Đây đùi của con gà với mề gan tim là để chiều nấu cháo cho bạn Can nữa. Nên là con gà này nó bị mắc một bên đùi rồi. Rồi gia vị mình cứ thùng vô trong ruột nó. Rồi để gia vị thấm thì khoảng nửa tiếng tới một tiếng mà nó sẽ thấm hết vô trong con gà. Mình muốn nó thấm sâu vô con gà thì mình để một tiếng, còn nếu mà gấp quá thì mình nửa tiếng là cũng được rồi, cũng thơm rồi. Rồi cái phần ướp gà đến đây là kết thúc. Bây giờ rồi xong kết thúc. Bây giờ còn cái sả này nữa. Sả đây là mình nhặn vô luôn. Sả để mình đập dập xong mình nhặn vô luôn ruột con gà, cho hết luôn, cho hết mấy cái gia vị này vô. Đó. Hết gia vị này thơm. Tăng nó thơm. Rồi cho một ít vô cái miệng con gà. Cho vô đây luôn, thơm. Đó. Đó. Rất là thơm. Hành tỏi sả. Hành tỏi sả. Rồi còn cái phần sả này thì mình nặn vô ruột nó luôn. Đó. Rồi xong. Rồi ướp để đây đi. Rồi bây giờ mình nhúng lửa lên, nướng bằng than. Than các bạn, than nó sẽ thơm. Giờ thì nó hiện đại hơn hồi xưa là nó có lò vi sóng hay là còn nướng bằng điện nữa, mà mình thấy nướng theo cái cách truyền thống hồi xưa như là mình nướng bằng than là nó sẽ
ngon hơn, muốn ăn cái vị nó đậm đà mà nó thơm hơn. Đó là cảm nhận riêng của mình, còn không biết cảm nhận của các bạn thì sao. Xong rồi, cấp ngừng. Rồi quay đi. Quay chưa? Ờ, đây là phần nhóm lửa nha. Nhóm lửa, nhóm lửa than nướng cho nó ngon. Ờ, được rồi con. Cái này con. Được rồi. Đó. Nhóm củi. Hơn là củi này cũng dễ nhóm. Nhóm cũng nhanh cháy. Cháy thì nhanh có than. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu việc nướng gà. Gia vị rất thơm lắm mà. Ừ, đúng rồi. Nóng như mặt ông bà. Ừ, đứng tránh vàng bên. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục bỏ than. Bỏ mấy than này lên nè. Ừ. Bỏ hết nè mà. Con bỏ hết nha mà. Đưa bịch than này bà đập nhỏ nhỏ ra. Đúng. Nè mà. Đập này đập nhỏ nhỏ ra cho nó nhanh hừng. Khói quá. Cái này cho tự nhiên khói quá. Dạ, cứng dữ ta. Này cho vô luôn đi. Cứng quá cho vô luôn. Để con mở con mở cái này vô hết luôn nha ba. Đó, đừng cục đó bự quá để ba lấy gì ba đập. Đó. Ừ, cho con bỏ một cục nè. Con giục nha ba. Ừ. Rồi đứng giục. Rồi. Rồi. Rồi con này để ba đập thêm. Tính ơi ba. Ủa mới nãy căng chạy vô căng lấy cái bịch than ra hả? À? Phải không? Phải nha. Con chạy vô con. Không được. Phải dùng cách khác. Để than bự lên. Than bự sao được, nó than bự nó khó hừng. Thổi nha ba. Thổi ra. Rồi xong đập than nhỏ nhỏ ra rồi. Bình thường. Đó. Cho chân nóng. Bỏ lên đây nè. Nóng quá bà. Qua bên đây. Qua bên mẹ kìa. Qua bên mẹ ấy nó đỡ nóng. Con dùng nha ba. Đây, bỏ nhẹ nhẹ thôi. Đó. Rồi, được rồi. Nha ba. Rồi thôi can đừng cái dọc lửa nhiều. Em bé là không nên. Nên dọc lửa nhiều được rồi. Đi vô ngoài nội coi cái mặt nha. Em mới rửa tay rồi rửa mặt nha. Rồi xong. Giờ mình để cho nó hừng lên thôi. Công đoạn nhóm lửa tới đây là cũng thành công rồi. Cháy nhanh. Nhóm con xíu. Xong. Quay đi anh. Rồi bây giờ là cái con gà bỏ lên cái cây thành công. Đây cái dàn nướng của mình. Tự sáng chế luôn. Tận dụng lại cái cây phơi đồ cũ. Cái
Thôi đùa bỏ chứ lâu chứ rồi. Em đâu có khoái cho phim được. Thấy không gà lắm nữa. Làm cái dàn nướng này. Bạn biết cái cây đây là cây gì không? Cây cây gì mà đỏ đỏ à? Cây này là lục da nên nó đỏ. Cái cây này là cây chôm chôm, ở nhà không có. Không có, tìm mãi không có cây gì hết. Cứ chạy qua nhà ông nội chặt luôn cái cây chôm chôm muốn nội để làm món gà quay. Gà quay liên tục nha. Rồi thôi nói gì nữa đi, rồi nghỉ. Rồi xong. Rồi kết thúc. Sau 45 phút thì con gà của chúng ta nó được như vậy. Giờ sẽ đợi thêm một ít nữa là sẽ gà sẽ chín thôi. Rất là nhanh các bạn. Màu rất là đẹp. Màu khá đẹp. Màu rất là đẹp. Đúng rồi, quay cây.